Nguyễn Minh Hậu, ok để em inbox trước. Lên đây mà. Nhảy ra lên đây mà hốt mình nè. À, rồng đúng ta. Khánh Nguyễn, gác cổng BK4 đây, mặt cười lộn ruột. Nguyễn Nhật Trường, anh vào team toàn diễn viên. Có thằng còn biết chơi trong này luôn. Chà, cuộc sống của bé đi về phương trời nào đây? Mày chạy đi. Con dây này biết chơi, nó phạm hơn mình 30 mấy chỉ số lính. Rừng Mundo là rừng farm life. Trời trần đời. Thấy thà big carry farm life còn được, biết rừng tăng cơ farm life còn đưa cái đầu cho người ta đánh. Mày giỡn mặt không mày? Mày biết chôn mày luôn không? Chạy bên cạnh Soraka mà Soraka không thể bút mình luôn ta. Khánh Nguyễn, cứ trái tim mà không có tí giáp gì mà cứ bật rồi xong lao vô rồi chết. Ủa, sao mình chạy bên cạnh con Soraka mà không thể bút luôn á nhờ. Là sao? Mình đứng bên cạnh hắn luôn mà còn hồi máu mà hắn còn không có bút một cái gì đó cho mình luôn mà. Swap qua Amumu bên kia qua này là có khi win được game này. Amumu đánh tốt quá ha.
trong game như tất cả những bạn chết như nó đều dính dáng mà ngu này. Úi khổ luôn. Phú hậu, bắn ác thiệt chứ. Nhắc lính lên ta, nhắc lính lên ta. Nguyễn Nguyễn Hùng, nó bảo tua kia em cây cây. Lê Tài, kỳ thì anh em. Cứ quả bắn bốn hậu vệ chúng JC định vãi. Bắn bốn hậu vệ ác quá mà. Mình có cài với đu á mọi người. Ông là cần có thể nhắn cho mình nè. Cài với đu cải thiện alo không?